Hello, chào mừng quay trở lại với Trần Văn Tùng và đến với những giáo án của Sao Cho Mừng tại khu đường trên. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với vị tướng khá là mới trong tay của Sao Cho Mừng, đó chính là Olaf, và trong kẻ đầu với vị tướng tay dài phía bên kia đó là Kennen anh em nhé. Và để xem là Olaf trong tay Sao Cho Mừng xử lý như nào. Let's go. Ẩn sâu trong khu rừng già của xứ Oz thì có một lâu đài sừng sững như một gã khổng lồ canh giữ ở đây. Ở bên trong lâu đài thì được cất giấu một chiếc gương huyền bí và là vật cấm kỵ không ai được đụng tới cả. Tuy nhiên thì có một thảm họa đã diễn ra. Ai đó đã làm vỡ nó và ba thảm họa kinh hoàng bắt đầu gieo rắc đến vùng đất Oz này. Thuộc địa thì bị chia cắt, con người thì bị hắc hóa, nhấn chìm hoàn toàn thiên đường vĩnh cửu Oz vào trong bóng tối mãi mãi. Tôi là bình luận viên Văn Tùng, chào mừng các bạn đến với tiêu điểm game Idle Wonderlands, vùng đất huyền bí. Mang trong mình sứ mệnh giải cứu thế giới cổ tích tối tăm, bạn sẽ vào vai một Dreamer để đi thu thập tất cả những nhân vật trong truyện cổ tích, tham gia trực tiếp vào những cái cuộc phiêu lưu để khám phá cái cội nguồn đen tối ở phía sau câu chuyện cổ tích này là gì. Cuộc hành trình sẽ được ghi dấu ấn riêng cho từng người khi bạn chính là người sắp xếp tất cả mọi thứ. Đặc biệt hơn, bạn sẽ có nhiều thời gian để kể câu chuyện của riêng mình. Khi có thể dễ dàng nâng cấp tướng bằng các cái tài nguyên thu thập được như là đá quý này, tiền xu này, kinh nghiệm này, bạn vẫn sẽ có các cái tài nguyên như vậy khi các bạn ngoại tuyến hoặc là các bạn treo máy. Các tướng ở trong thế giới cổ tích này thì cũng rất là đặc biệt. Ngoài việc được khoác lên mình cái giao diện mô thích đặc trưng thì còn được lồng tiếng một cách hết sức chuyên nghiệp, và ngoài ra thì còn được trang bị các cái sức mạnh theo dạng nguyên tố như là gió này, nước này, lửa này, ánh sáng này, bóng tối này. Và mỗi hero còn có một bộ kỹ năng và liên kết riêng biệt nữa. Hãy sắp xếp đội hình của bạn một cách hợp lý để có thể phát huy hết tất cả các cái khả năng của từng nhân vật cũng như là viết lên cái câu chuyện riêng của riêng mình anh em nhé. Sau đây sẽ là một vài hiệu ứng kỹ năng đặc biệt mà các bạn cần phải chú ý trước khi bước vào thế giới u ám có tên là Oz anh em nhé. Đầu tiên là triệu hồi tướng. Bạn có rất nhiều cách khác nhau để triệu hồi một con tướng. Tuy nhiên sử dụng cách nào thì bạn cũng có thể rút ra được những thẻ huyền thoại vì xác suất của thẻ huyền thoại là rất cao. Sau khi đã có được tướng bạn yêu thích rồi thì hãy nâng cấp nó để bạn có thể đạt tới cái ngưỡng sức mạnh tối đa cho đội hình của mình. Để nâng cấp thành công thì bạn sẽ cần phải thu thập rất là nhiều những cái tài nguyên ở trong Land of Oz. Mỗi tướng ở trong Idle Wonderland thì sở hữu nhiều kỹ năng khác nhau và mỗi loại đều có cái tính quan trọng nhất định đối với mỗi trận chiến. Khi nâng cấp tướng ở mức độ nhất định thì bạn sẽ mở được những cái kỹ năng tương ứng. Vì thế khi mà vừa vào game thì các bạn hãy cố gắng nhanh chóng level up các con tướng của bạn để có được ngưỡng sức mạnh sớm nhất. Và tính năng cuối cùng đối với các con tướng ở trong Idle Wonderland đó chính là dung hợp. Hãy dung hợp các cái CGU khác nhau với tướng của bạn và bạn sẽ thấy rất là nhiều những hiệu quả bất ngờ từ cái hoạt động dung hợp này anh em nhé. Quên mất, có một ý cuối mình muốn nói với các bạn, đó là game còn có tính năng treo máy nữa, tự động nhận thưởng mỗi khi offline. Các bạn sẽ không cần phải mất quá nhiều thời gian lúc nào cũng phải cắm mặt vào game để có thể có được những cái phần quà từ nhà phát hành. Ngoài ra thì game cũng sẽ có rất là nhiều những cái hoạt động khác nhau được tổ chức liên tục, thế nên chắc chắn sẽ không rơi nhàm chán đâu các bạn. Các bạn đã sẵn sàng để khám phá thế giới u ám Idle Wonderlands, vùng đất huyền bí chưa? Truy cập ngay vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả để có ngay link tải game nha anh em nhé. Đúng rồi, ngày 31 tháng 8 này thì game sẽ lên sóng. Văn Tùng sẽ có cho các bạn một cái code VIP có tên là VT999 để nhận ngay 999 lần rút thưởng dành cho 50 bạn nhanh tay nhất trước khi bắt đầu cuộc hành trình ngoạn mục của mình anh em nhé. Ok, khởi đầu an toàn bằng khiên Doran. Cấp 1 chưa nâng cái gì cả anh em ạ. Có thể sẽ nâng quy. Nâng quy ăn lính an toàn thôi anh em ơi. Phép bổ trợ sẽ là tốc biến tốc hành anh em nhé. Đầu game thì cứ thôi, chấp nhận cấp độ 1 thì quang quy ăn lính từ xa. Cho cái này tố gì ở một chút cũng không sao. Có khiên ra có hồi phục mà. Team thì đang có Echo đi rừng anh em nhé. Bên phía bên kia là Talia thì phải. Cấp độ 2 có một tiếng QE rất tốt đến từ sao cho mừng nhưng bị kích sốc điện lại cũng tương đối đau. Và đứng dưới mất chính công đầu cho con Trick rồi. Con Ken này khởi đầu bằng kiếm Doran anh em nhé, đam tay nó cũng khá là to. Sao cho mừng lá hit rất là tốt và chỉ hụt mất một CS mà thôi. Ken này mất E rồi này anh em này. Cú quy này hơi ẩu đấy từ sao cho mừng. Nó là cú quy ăn lính chứ không phải là cú quy cấu rỉa. Và nó vô tình trúng vào những con lính đánh xa nữa. Đến lính đánh gần phía sau chứ. Thế nên pha này thì không sao, thôi thì đằng nào cũng đẩy vậy. Chuẩn bị big wave tràn trụ anh em ơi, có ai có dừng lên con cover wave này đã trụ không ta? Một big wave tràn trụ và Kennen sẽ lát hết dưới trụ một cách rất là an toàn. Dừng mình là Lee Sin anh em ơi. Dừng mình Lee Sin phải Echo nhá. Vẫn đang là một đợt lính chức trụ đến từ vị trí của Kennen và nó có thể là đợt lính băng trụ khi mà Lee Sin lên kịp nha. Cú quy rất tốt, cấu gì anh em ơi. Không bổ E được à? Lee Sin vào, Echo vào. Nhưng mà người tanh trụ là Echo thì chắc là Echo chết rồi. Một đổi một vẫn lời một cái lính khá to. Lời một cái lính khá to và Talia lên trễ không cover được Kennen rồi. Ném cho một Q mất máu cực kỳ nhiều vị trí của Talia. Còn Talia mất máu nhiều như này, con Lee Sin có thể có những tiền đề để có thể solo kill trong rừng anh em nhé.
Rồi xong quay là về thôi anh em, Ken em lên nơi rồi. Sao bạn. Lee Sin thì chắc là ăn được cua trên rồi té thôi. Mid đang hơi thất thế một chút khi mà Echo vừa trên bảng điểm số ra thì con Aatrox nó sẽ đẩy trước và nó sẽ lên cua trên trước. Bot gãy gãy nát luôn rồi. Có vẻ không ổn lắm anh em ơi. G phản kích. Olaf thì tôi nghĩ là hấp huyết là phản kích là ngon nhất, nhưng mà trong cái đấu này chắc là phản kích ngon hơn bởi vì bên kia tay dài nhiều. Bên kia Kennen, Talia, Trick, Lulu toàn tay dài anh em ạ. Lấy phản kích làm chậm bổ nó sướng. Đối với game đấu mà đối phương có những con tướng cận chiến thì có thể cân nhắc lên hấp huyết. Được team hỗ trợ băng trụ một mạng khá ngon. Cái này có đồng hồ ạ. Cái này ra nó thọt XP chứ nó không thọt tiền đâu. Sao như mày đấy. Quả thật nó cũng có một mạng gục và nó cũng farm hai mấy CS. Nhưng mà cái này mất lát rồi anh em ơi. Mỗi lần mà Olaf Q chúng có định tiếp cận thì nó con Kennen nó sẽ tăng E nó chạy anh em ạ. Nó bị một cái khó chịu là như vậy. Như tổng lắm à, lão tí. Quyết định đến từ sau cho mừng là đóng băng lính để farm. Đóng băng lính cho con Kennen đẩy cao để giết nó trong trạng thái không có tốc biến này anh em này. Bật tốc hành từ nhà đến trường là Kennen cũng rất là mù, nhưng mà Kennen nó sẽ cố gắng làm choáng và nó E chạy. Nó vẫn đang cầm đầu đánh tay nội tại kìa anh em ơi. Rồi mất đánh tay nội tại chưa bạn. Level 5 không có chiêu cuối bị làm choáng là chắc rồi, nhưng mà vẫn có thể chơi lên được anh em ạ. Ui, bật tốc hành bổ từ nhà trường chết luôn Kennen mà không kịp làm gì ạ. Còn Kennen không có làm choáng hả anh em? Có Kennen hình như đánh tay vào lính à? À, đánh tay cái nội tại vào lính lại còn E không trúng nữa. Quy đức làm sao mà làm choáng được con Olaf này. Nhưng mà kể cả làm choáng em công nhận là nó chết không. Kể cả là bị làm choáng đi chăng nữa, Sajamon vẫn có thể bật tốc hành đi bộ từ lên chém Quy slow liên tục. Và đó là một quê lính sao cho mừng đã thiết lập để solo kill Kennen. Hai mạng rồi anh em nhé. Và nếu tính được tốc biến con Kennen này có thể tiếp tục làm những pha tương tự như vậy. Pha này thì đang cố gắng đẩy đường thật nhanh vào để có thể ăn thêm giáp trụ. Bây giờ có khoảng trống về có thể bổ sung thêm một cái hồng ngọc, nhưng quyết định thì sao cho mừng là ăn giáp trụ ngon hơn. Kể cả là bây giờ Kennen lên thì cũng không solo lại. Cho dù đang chấp tầm 900 tiền trên người như thế này. Một lớp giáp trụ. Quang Quy này. Quy xịt rồi. Ấy á. Ôi quả Quy nó xịt ảo thật. Cái Quy nó mắc tầm rồi đấy, nhưng mà nó thiếu một chút tầm để có thể tác động chúng con Kennen anh em nhé. Xong một wave proxy phía sau trụ có khoảng trống để về anh em ơi. 1.200. Thế xem 1.200 này sao cho mừng sẽ mua cái gì nhanh nhẹn hay là mua hồng hỏa ngọc. Dù nhanh nhẹn nó có điểm mạnh riêng của nó. Nó tăng tốc di chuyển khi mà bạn tác động từ tướng bên phía bên kia trong những từ mũi chay lên thì nó thay cái tốc hành cũng một phần nào đấy. Và quyết định đến từ sao cho mừng là mua luôn cái gì nhanh nhẹn lên lại đường trên. Bây giờ khi mà đã có Ragnarok rồi thì không sợ cái làm choáng từ Kennen nữa anh em nhé. Không ngại làm choáng từ Kennen có thể bổ thẳng vào, nếu như quan trọng là quy chúng hay không. Nếu như quy một chúng thì mấy quy sau rất dễ là chúng. Còn quy một đã trượt thôi nhưng coi như bỏ. Tiếp tục đẩy đường lên anh em ạ. Bây giờ Kennen cấu gì tôi nghĩ không được bao nhiêu máu cả. Quy trúng rồi kìa. Bổ E, Ragnarok bổ luôn anh em. Hai dìu, ui hai Quy nhưng người không chịu máu tụt kìa. Vãi nồi ạ. Không có tốc biến thì chết chứ sao nữa, con Quy. Flash ra, nice. Ui đam ảo thế. Con Quy trúng hai cái là nửa cây anh em ạ. Một cái này, đi bộ lên, bổ E, đánh tay quăng cái thứ hai là hơn nửa cây rồi anh em ạ. Hai dìu với một E và thêm vài đòn đánh tay dây thép gai các kiểu là hơn nửa cây Kennen rồi. Con Kennen coi như chết sốc luôn anh em ạ, bấm đồng hồ cũng chết thôi. Pha này thì Quy dứt điểm phát ra. Phát giữ máu để ăn giáp trụ anh em ơi. Lỡ mà con Thalia có lên thì còn máu để mà sống. Tiếp tục lại là solo kill. Bật W ăn giáp trụ cực kỳ nhanh. Tính bào thêm một lớp giáp trụ thứ tư đấy à ông? Máu yếu như này ăn giáp trụ nhanh thật sự anh em ạ. Ngoài tốc đánh 1.49, lỗi chưa? Gánh team anh em ơi. Game này khó. Bot 1-4 rồi kìa. Cái phản kích đi về này.
8 phút cầm truy phản kích. Chi. Con Ken này sắp sắp đi rồi. À, tầm một tông rồi. Để xem là khi mà có phản kích rồi thì cái tỷ lệ áp sát lấy solo kill nó có dễ như lần trước hay không. Hiện tại là chưa có Ragnarok anh em nhé. Đá xin hào à, một trích 4 sát rồi kìa. Mì không có 1 con quy đẩy đường anh em ơi. Một quy và một phản kích là chết hết ban xa rồi kìa. Đàm to vãi. Trụ này còn một lớp đất trụ ạ. Cắm mắt kiểm soát tại bụi cỏ chặng 3, sau đó thì deny con xe. Chưa ăn trụ vội. Cú quy hơi thiếu tầm một chút nha. Nhưng mà echo qua với lượng giới đồng quy kìa. Cái này lách lượng giới rất là tốt nhưng mà đang bị tốc hành tiếp cận. Còn flash, đã phải flash chạy, dính cái gì đấy là chết đấy anh em ạ. Dính cái gì đấy đôi khi là dùng tốc biến trễ vẫn chết. Thế là thôi flash né cái gì đấy từ đầu cho nó sống luôn. Thôi đi trụ một đường trên cho sao cho mừng vậy. Đó là 610 tiền cho sao cho mừng. Bây giờ đẩy thẳng lên trụ 2, ăn trụ 2 trên top tôi nghĩ không vấn đề gì cả. Con Talia đã ở dưới đàn rồng rồi thì cánh trên này coi như free. Team đang đánh nhau ở mid à. Thôi xong Echo đi rồi. Không né được cái gì đi rồi. Ôi kìa. Quy mắc tầm, tốt. Phản kích làm chậm và đó thì cũng tốc biến chạy đến từ Talia. À, hơi ngắn, hơi ngắn. Holy shit. Ê, thằng này còn ở lại đây, thằng này còn ở lại đây. Rock lên bửa luôn không? Một dìu thôi xong chạy hộ, né quang địa chấn cái nhẹ luôn ạ, tỉnh thật sự ạ. Quy xịt nhưng mà phản kích e đánh tay thì không có xịt được cả. Rock lên bửa tiếp Amumu anh em ơi. Trick bật chung với bắn luôn, hồi máu luôn rồi kìa. Quả một vết 4 này ăn được hai mạng thôi anh em ơi. Ủa thế mà Lulu ra mid chết rồi, chịu ông luôn, không biết là cái gì luôn đấy ông ơi. Không làm được gì có ích thì đừng có fit. Lúc đó 15 đang cái gì kia. Là cái gì kia. Game khó, game khó anh em ơi. Oh, Echo combo cũng căng nhưng mà vui làm trắng tốt luôn kìa. Quả lực giữa đồ quy hack nào ác vậy. Ngon, 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 ngon. 9 đều rồi anh em ơi. 9 đều rồi. Ít nhất là game này cánh trên cánh được. Từ khi con Olaf này được rework lại thì tôi cũng không thấy nhiều người chơi đường trên spam nó lắm. Thì căn bản nó vẫn là con tướng khá là lù đù. Ây da. Tôi nghĩ cái trụ đứng trên giá 600 này sao cho mừng ăn một mình được. Không vấn đề gì. Đồ này tôi nghĩ cân hai được. Con Kennen đang rush cái đồng hồ nhá. Con Kennen nó biết là nó yếu nên nó đang lên thẳng cái đồng hồ để tránh việc bị giết liên tục. Thậm chí giết dưới trụ ấy. Kennen đi đường khác đi ông ơi. Đi đường khác ông ơi, đi cái đường này về là chết ông ơi. Có Talia lên này. Ấn đô lẻo không chị ạ? Có tốc biến tốc hành tôi nghĩ là cân 2, bổ chết cả 2 rất dễ. Giờ căn bản đam to quá. Đây 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 đây. Quy. Xịt rồi, lách rất tốt đấy chúng ta lên nhà. Quy 2 thằng luôn kìa. Thôi 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 thôi. Không có tốc biến. Đâm vào quả này nhiều khi ra không kịp anh em ạ. Thôi về farm an toàn vậy. Trông nhà là. Đồng hồ rồi kìa, cái này có đồng hồ rồi anh em ơi. Sá bởi lẽ khả mà, ổn phá như sá phát. Đâu đâu vẫn rất tỉnh nhá. Bật táp lên check đồ cái thứ đàng hoàng nhá. Có tốc biến lại rồi này. Tiếp tục một mình đẩy ở tại khu vực đường trên, đường giữa vừa rồi thì Echo đã giết được Aatrox rồi. Echo đang lên, Echo đang lên, lưỡng giới đồng quy. Làm choáng cực kỳ tốt, Kennen giật về vẫn bị làm choáng ạ. Một e chết luôn. Ôi, Kennen giá 300 ạ, ngon thế nhờ. Hay quá Echo ơi. Rồi bật W lên 1.7 tốc đánh anh em ạ. Quy phản kích clear nhanh cái wave này anh em ơi. Bổ E ăn xe cho chắc ạ. Dính Quy 3 trong nhẹ nhẹ cái vụ nổ không chí mạng không sao.
Kiếm rừng farm tiếp nào. Không có gì để farm cả. Về lấy vũ điệu ạ, 13 phút cầm vũ điệu. Phản kích, giàu điên anh em ơi. Nhưng vẫn chắc được trụ top nhưng Á Trong nó vừa lên nó đón được quay trên top mất rồi. Lấy gì cơ xả gì cơ. Nếu không có Á Trong phải lấy ăn được trụ 2 trên top là giàu luôn. Cho ta qua cái liền rồi, ta chú dân chú lịch. Trick 7 xác ạ. Cũng căng nha. Cho xin cái này, cho xin. Đấy, cổ dây boss vẫn có được một mạng trước khi lên bảng. Hay bạn ơi, Được con Lee Sin nhường cho con bùa đỏ này thôi, con cái này tới số rồi. Con cái này tới... Xem cái này có gì chuyển phê check không nào. Không, nó không check anh em ơi. Thế thôi cứ farm rừng đã. Farm 2 bãi trên đã anh em ạ. Farm 2 bãi trên xong giật về ăn way top là đẹp. Hai đồ tầm này farm nhanh quá. Hai đồ con Olaf nó bật rock rock nó tửa là chịu không nổi đâu nhá. Ui ba bãi luôn là ngon thế nhờ. Farm hết ba bãi trên như vậy con Talia lên đến nơi là không còn gì để farm xong nó sẽ chạy xuống dưới lại để nó farm dưới thôi anh em ơi. Ủa Lee Sin đang bắn, Lee Sin đang bị bắn bởi Trick ạ. Có Echo đi ra lưng giữa đường Q nhưng mà Trick flash được. Rồi năm thằng cùng yếu này. Bắt thằng nào ông ta, tốc hành Q thằng này trước. Em Q3 hất tung không được đến từ Á Trọng, một thằng đi trước. Tiếp tục là double kill cũng Q3 người đến từ sao cho mừng. Bổ thằng thứ ba và đó là triple kill. Flash theo, chạy hộ bạn ơi. Q sát người, dính quang đế chấn nhưng vẫn còn tốc hành đi theo anh em ơi. Giết người đến tốc hành còn dài anh em. Đứt lưu tạo ra và quát ra kill. Quang Q trúng rồi kìa, lách nhẹ cái Vikenen. Đánh tay Q. Đi bộ lên Q. Pentakill. Cần. Không sợ. Bửa từng thằng một anh em ạ. Cầm hai đồ lớn phút thứ 13. Đến thời điểm này là phút thứ 15 ra bửa từng thằng một chết. Không làm được gì anh em ạ. Bật tốc hành lên rock thẳng vào bửa. Vũ điệu hồi máu, đứt lưu tạo giáp outplay. Cooldown nhiều cứ thế đi theo nhặt dìu quăng liên tục. Sau cú pentakill này con Olaf này nó hơi điên rồi anh em ạ. Làm luôn cua. Cầm sứ giả. Farm bằng thời gian 11 mạng sau 15 phút. Ây da, Á Trọng đi đâu đây bro? Ế. Ế. Quy ăn lính nhưng mà không trúng Á Trọng rồi. Á Trọng đang quáng dãy rụa. Bật W đi theo đấm liên tục có hóa cốc đến từ Lulu. Á Trọng buông chuột đi bạn. Dãy rụa làm gì cho mất công. Godline vào tạp chí mạng Á Trọng 300 ạ. Mạng con Á Trọng vẫn giá 300. Ra còn chưa. Số chữ 666. À. Thêm cái trụ 2 top này không ta? Ra số chữ 666. Thêm cái trụ 2 luôn giá 600 luôn anh em ơi. Bỏ ngang cái trụ đấy cho con sứ giả hút 7 à? Cái này mất e rồi này. Cái này rẻ. 600. 600 nhẹ nhàng và farm rừng tiếp. Ba bãi trên hồi lại rồi đấy anh em ơi. Hai bãi trên thì đúng hơn, bùa xanh thì chưa nhá. Farm ba bãi trên xong ra mid lượng penta xong quay ngược trở lại farm hết way top xong lại vào farm rừng tiếp. Enemy double kill, team chết hết ba mạng người đứng dưới rồi. 4.000 tiền trên người ạ. Giàu thật sự. Về mua cái gì đây? Găng xích thù hận. Thẳng qua đó. Găng xích thù hận kích lên con Trick à? Giày 2 luôn không? Kiếm răng cừa. Giày 2 luôn này. Không. Có phiêu. Không, không mua kháng phép. Mua giáp thiên nhiên ngon hơn. Giày khai sáng ạ. Bởi vì con này nó đã có cái kháng hiệu ứng từ chiêu cuối rồi nên cũng không cần phải lên giày thủy ngân anh em nhé. Olaf thì đó giờ giày khai sáng nó vẫn là giày ưa thích nhất của nó hoặc là trong một vài trường hợp thì giày thép gai cũng ok. Bây giờ đang quyết định là không đi đầy lẻ nữa.
mà quyết định di chuyển đánh nhau cùng với team rồi. Sợ là bây giờ đó. Mới một buông ra một cái, có trích nó xanh lên một nhịp là cũng mệt. Bắt trích anh em hay có Lee Sin ơi, R phát hay bạn ơi. Cái này bật chung với cover hết nổi rồi, rắc nó rắc lên bừa kìa. Nhẹ nhẹ hai mạng cho cốc mò. Oh my god, quang địa chấn phát chết Lulu luôn ạ. Tốc hành lên. Quang quy trúng flat đi bạn. Mày làm gì còn flat, mày flat bằng tao mà. Mày flat bằng tao mà. Cứ hở ra là chết anh em ơi. Cốc mò Vino con à, trong tơ bổ chết rồi kìa. Con này thì phải ra thôi, con mục amu nó CC dưới trụ hơi khó chịu. Bảo ba. Sang chứ cạn. Thôi ăn trụ anh em ơi. Hai chấm không bảy tốc độ đánh ạ, 241 đam tay và 2.07 tốc đánh khi kích đứt lên. Amumu khi chúng mở chiêu cuối không tỉnh nổi vị trí của Echo để chiêu cuối rồi. Kennen vừa ăn mạng về đóng cái giáp thiên nhiên anh em ạ. Bốn đồ lớn rồi, 20 phút cầm bốn đồ lớn rồi anh em ơi. Xanh vai trưởng, các bạn nhìn cái cách người giàu người ta tiêu tiền nhá. Đây là trang bị thực ra là cũng rất tình huống. Với một cái găng xích ở món trang bị thứ ba. Điều chính khoang mà. Bắt buộc thôi, khi mà đứng dưới đối phương đang có một con trích khỏe như vậy thì phải lên găng xích. Odin thẳng vào nó để mà áp lực tiến sau đối phương một chút anh em. Món cuối chắc là phải lên một là khiên băng Randuin, hai là giáp liệt sĩ rồi. Hãy cầm hai yên thao chung ta. Sóng âm trúng kìa, vào luôn Lee Sin đây. Né quang địa chấn. Bật tất cả mọi thứ băng thẳng vào với Ragnarok bửa kìa, trồi với flat đi bạn. Ui, Trích hồi máu cho đồng đội chạy ạ. Trích đang cố gắng chạy, bửa liên tục đến từ vị trí của sao cho mừng lượng giới đồng quy đặt ra. Bổ trúng Trích tốc biến lên, nhặt dìu lên, quang quy, đánh tay, bị shut down rồi. Không ai follow up kịp cả. Trụ bán rất đau và Trích bắn cũng là cực kỳ đau. Trích đang bắn kìa, Lee Sin băng vào rồi hết sát thương và ăn chóc rồi. Ấy cô băng thẳng vào đổi mạng được không đấy bạn ơi. Chiều cuối ra rất hay và có mò lừa ăn mạng với một tiếng pháo sinh học. Có mò làm gì đấy? Tí thì mù ạ, Lee Sin không hậu thể là chết rồi đấy. Thời gian rồng đi mấy ông. Tiếp tục muốn PK. Quả mới xuyên sang à, xuyên sang xa quả là dần dần. Phạm đồng mới xuyên sang, chứ không? Xuyên sang chuyện tôi xa quả là. Tôi đã đạo để nó toàn đi ạ. Móng vút The Rock à? Chứ mấy đả gió mà. Có rồng rồi, có rồng rồi. Mấy đả gió nó mới là cái phê mà. Vừa bị shut down đấy anh em ơi. Chứ chỉ đả gió, miễn y trọng thái, gia công chí lý. Còn Trick nó tầm 3 đồ. Vô đả gió đoạn rồi, vô đả gió mới đoạn, vô chuyện bà ta khẳng xử rồi. Nhưng mà tháo được gọi chú ý, tháo được gọi xí. Mà con Trick bằng flat với cả sao cho mọi người em này. À, chứ cái chí bảo, chủ yếu hay là chí bảo được tổ dụng gần đá, sản xuyên mấy sống mấy dụng. Bây giờ cứ tiếp tục đẩy đường cánh thôi. Đẩy cao cái top này lên xong rồi đánh nhau ở tại sông trên Ebaron được này. Rồng bây giờ cánh dưới không có rồi. Clear vội away top sau đó thì ra sông. Vì game này sao cho băng che map này cũng không biết là đang có đánh nhau hay không nữa. Quét mắt chơi anh em, mắt nhiều quá. Baron luôn không? Bật W ăn Baron luôn anh em. Bật W lấy giáp ăn Baron có Lulu búp luôn này. Tốc độ ăn là cực kỳ nhanh với lượng sát thương DPS đến từ Cockmo cùng với Olaf. Nhưng sau đó thì sao? Trick đang bắn, Trick không còn flash, Trick làm cái gì đây? Ragnarok vừa chết con Trick rồi. Thêm thằng Aatrox nữa đi luôn. Người đang bấm đồng hồ này câu giờ đó là vị trí của Kennen. Quay sang cover vị trí của Echo một chút. Tốc hành kìa, làm chậm đến từ phản kích, làm chậm đến từ những cú dìu bổ e, làm sao mà trượt, đánh tay không trượt được. Sa, khỏe điên. Sa, 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 chí y an giản đàn, ôi chào. Mới có chí bảo chung là ta cân mà làm không trụ được. Bên kia không có tốc biến của Trick mà vẫn đánh nhau ạ. Mà bên này cũng đã ăn Baron nhanh
thấy đâu. Vâng, mình nhìn mấy 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 mèo 600 mã rồi, dí sụ chia chín hả? Chắc là sẽ ép rồi anh em ạ. Không một thể Doãn Olaf đi top lại. Đánh kèo với Kennen và chỉ cần một cú quy trúng thôi, bật tốc hành từ nhà đến trường chết Kennen không flash luôn. Mấy team cũng rất là biết chơi nha, team Echo với Lee Sin rất là biết chơi, băng trụ ở lơ quay 3. Băng trụ quay 4 thì đúng hơn. Team có Baron rồi này. Bên kia đã có dấu hiệu xoáy ép, một giao án Olaf khá là chuẩn chỉ và có một pha pentakill rất là ấn tượng ở thời điểm phút thứ 15. Và đây là một game đấu mà Sao Trâm cũng đã farm, gọi là farm hết phần thiên hạ. Farm pet tè là nhè luôn. Các bạn nhìn nó bật rock rock và nó bừa này. Bừa không chết bố con nào luôn. Olaf điên thật. Quang Quy kìa. Quang Quy lan sang cả người của Trick. Bật cái W offline phút cuối này. Lách cái Quy Kennen này. Ui. Phew. Rất suýt sao cho một tiếng pentakill đẹp mắt đến từ Sao Chamon. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi giáo án Olaf đi top của Sao Chamon với kẻ đấu với Kennen. Và hẹn gặp lại anh em ở những giáo án khác nha. Bye bye.